Chào các anh chị cô chú, nay thì em lại đi đến quán đồ cũ. Thấy có mấy cái họng kèn đấy mà nó đắt quá. Quay lại cho vì anh chị cô chú xem. Đây có cái họng của thằng Antech JBL. Mã là gì đấy? 8078A. Con này còn 10 man. 10 man bây giờ tầm khoảng 10 17 triệu gì đó. Gần 17 triệu chưa chưa cái cước. Con này nó nặng vài ba cân vậy thôi. Đó, tầm 18 triệu hơn về Việt Nam giữ có cái một cái này không có một cái một đấy con này 8 ôm ở đâu một đôi con đôi trong này nó một cái đâu này đó là một đôi thì 18 triệu gì đó đây, có mấy anh em Việt Nam mới đi mua đồ bên kia nghe tiếng chào nhau hân hoan lắm. Đây có con Antech 8028D khác 33.000. Có một cái này, một cái. 30W và 8 ohm. Thì đây thì nó ghi là cái nhà sản xuất là không rõ ràng, nó là không biết nhà sản xuất nó ghi vào đây. Cũng đắt nhưng mà cũng đắt. Này nó tầm 6 triệu đó. Một cái một nha quý vị. Đắt thật. Trên này thì có mỡ hai cái đầu dàn CD con này rộng gãi của em nhưng mà đời thấp hơn cái của em mà con của em 911 à là 905 một man rồi đắt thật. Có mấy đôi loa đẹp đẹp em quay cái viện chứ của chủ xem luôn. Trên này có thằng loa JVC thằng loa để đi cắm trại thể thao ra ngoài thứ Bluetooth này có CD này có radio này có Bluetooth này con này thì không có remote code mà cũng 22.000 22.000 bây giờ là tầm là 3 triệu mấy rồi 3 triệu rưỡi rồi gần 4 triệu rồi đó. Mà con này cũng nặng lắm ngày xưa em cũng có định có mua có một anh trong miền Nam thời điểm đó là cái thời điểm em mới qua Nhật được tầm năm nhá anh mua cho anh 6 miệt vườn trong miền Nam ạ đôi như một cái như này nhưng mà sau nó bị hư á thì đổi anh ấy đổi thành một con Bluetooth Sony Bluetooth đó. Đấy, thì có mấy cái loa trên đây có mấy cái con to đùng á thì đợt này người ta bán được rồi ở bên này có một họng kèn nữa này cũng JBL này một đeo 2370 con này thì rẻ hơn một chút có cả cặp luôn con này là rộng là 448 bề rộng này cao là 173 và cái sâu là 174 con này thì không có cái phần lại cục từ đằng sau chỉ có cái họng không nhựa đắt thế có nhựa không mà đã tầm 5 triệu rồi cái không nó thật là âm trần của JBL này con này quay 150 độ này giá 50.500 rồi tầm 1 triệu đó một cái cũng khá đắt đấy còn mấy cái loa này nằm đây lâu rồi là Camrit Audio của anh sản xuất Trung Quốc và Kato cũng là của anh sản xuất Trung Quốc đắt nằm đây lâu còn con đường ống này mới này nó còn cái màng loa thì bằng làm bằng sợi carbon sợi carbon tổng hợp nhìn có thể thấy được rất là đẹp gần loa thì đó và cái này là bọc cái căng rồi không người ta dán cái tem này lại cái lắp bự này lại nên không mở ra được ví dụ. À đây thì có Diatone này thì nằm đây lâu này, cái này to, không chả ai mua, rẻ 3 triệu một cặp chả bã như này. Con này một con 20 cân một con gì đó. Có dự. Có đây một con cặp Sony S10 này. Cũng 3 triệu này, rẻ này. Này con Victor một cặp này đẹp, là 6 triệu. Trên này thì có một cái loa gì đây speaker à, con này là một cái bộ cái loa người ta tự chế người ta ghi đây tự tác speaker tự chế tạo đó
3.300 nên là nó cái speaker, cái âm lượng thứ là người ta không biết được. Còn đây bị rách này, màng loa rách này, nên là đó. Đây cũng là một sợi quang tổng hợp hơn bên cái màng loa thì nó cũng rách này. Bên này thì có gì đấy, nó là loa pháo này, khẩu thần công này, khẩu thần công của thằng cái nút. Chứ có mấy anh chị cũng hỏi cái này nhưng mà lâu em đi không thấy. Con này thì SVK500 và một con này là SVK05. Giá thì trên nhau 3.000. Con này thì khoảng tầm 800.000 và con này khoảng tầm 1.3 triệu đó. Cái ống pháo là 120 mm. Okay. Đây hả? Công suất thì không thiếu gì nhưng mà cái 28 Hz cho đến 120 Hz xuất lực. Con này có ghi 50W thì con này chắc là dữ hơn chút. Này thì có mấy cái loại này thôi, em sẽ quay. Mấy con lọc toa, con này mấy con equalizer này nằm đây lâu rồi. Con này nằm lâu á, trước em lấy về 2 con rồi. Con này thì có con này điều chỉnh rồi này, người ta ghi này. 8.000 với 9.000, nó là tầm khoảng tầm 1.6 triệu gì đó Việt Nam đồng. Đấy, tầm khoảng tầm 4-5 con này vẫn còn đấy. Trước em lấy 2 con cho các anh ở Việt Nam rồi. Trên này có mấy cái đầu đĩa CD, quả đàn ông có thứ. Rồi, mấy cái này không có gì đặc sắc nên là cũng xin phép không quay nữa. Còn đây thì có loa bầu vi tính Companion Series 2. Trước em có mua cho một anh một cái con Hưng Yên, một cái con Commodore CD3, nhưng mà rất tiếc là cái cục trầm về nó bị lỗi một chút. Người ta cũng nên biết là hàng đã tích ok nhưng không biết là trong quá trình vận chuyển hoặc là nó bị sẵn trước rồi đó, thì lúc về vận chuyển nó cảm thêm tác động thêm nó bị hư. Thì cũng đang tìm một con trầm khác để gửi cho anh nhưng mà chưa có. Em bảo anh thi thoảng nhắn em, nhiều lúc em nhiều thứ em lẫn em quên mất. Đây thì có một cái loa gọi là có hết kết nối hết ở đây, có cổng input output gì đây, loa ISP3800 của thằng Yamaha 33.300, rất là rẻ. Đây là Technica loa vi tính 2002, hàng này hàng nguyên hộp và còn đã qua sử dụng đấy nhưng mà vẫn còn hộp. Còn là hàng lướt lướt Việt Nam mình hay dùng từ lướt. 2002 này 300 bạc gửi về Việt Nam nữa tầm 600. Đây, có 2002 một loạt đây. Đấy, sang bên này thì cũng không có cái gì. Mấy là của thằng đàn ông 301. Vậy là một set 3 loa, cái này một set 3 loa của thằng JBL. 88 hơn triệu rưỡi đó, 3 cái 500.000 cái. Còn đây bạn loa cây này thì thôi em quay lại sang bên này xem có gì, quay cho anh chị xem này. Đây cái dây loa này. 500 yên 1 mét, 550 yên 1 mét ở tầm 100.000, 100.000 1 mét. Rẻ thì có 50.000 ở dưới. 30.000 là rẻ nhất nhưng mà loại đấy thì thôi. Sao bên này thì có mấy đồ bán kiểu là máy cắt này, máy hút bụi đây, rồi quạt này, bụi này, gì mà 1.000W đây. Ở đây là cái bình tích điện này, tích điện 10 man, 11 man là tầm 18-19 triệu. Còn đấy là một cái gì đây? Cái này là của Panasonic, cái này dùng ga, sưởi bằng ga sao, sưởi bằng điện, giảm giá 30% nhưng mà 2018 1.170W thì cũng tốn điện lắm. Cái này có iRobot à, iRobot thì nhiều anh chị có hỏi nhưng mà thực ra là hộp nó tùng cho bã, các vị thấy hộp Roomba này thì được nhẹ này mà tầm 5 cân cái. Giá thì vẫn còn tầm 2 triệu cái chưa cước, hơn 2 triệu. Còn iRobot thì nó rất là đắt, iRobot cái đời mà đời đơn giản này
thì nó cũng là trên 5 triệu rồi. Còn cái đời mà Dynamo Boost Roomba i3 này á thì nó tầm 8 triệu rồi. Chưa cước. Còn ngoài ra thì có cái gì đấy? Lăn gót chân, lăn một chân. Chân thì hơn 200 nghìn cái. Chưa cước. Ngoài ra thì trên đây có mấy cái là máy lọc không khí này, máy tạo ẩm ion này, sáp này. Đấy, cái này Arizona cũng là air clean này, lọc không khí này, 3.500 này, rẻ này. Tính phải em mua cái về lọc không khí cho nó sạch nhà phòng. Trước em có rồi, nhưng mà sau không dùng đến thì các anh Việt Nam mua thì em cũng bán về rồi. Bây giờ lại tìm khác em mua. Vì bên này nó sẵn, nhưng mà lúc các anh ưng cái món đó nhưng mà kiểu sẵn thì bán luôn. Thì bên này nó nhiều nên là mua khi nào cũng mua được á. Đấy thì em cũng xin phép tắt video ở đây để em đi mua tí đồ em về gần hết giờ quý vị. Đây cái một cặp JBL này, hồi xưa em cũng mua cho một cặp như này cho một bạn ở trong thành phố Vinh cách đây khoảng tầm 4-5 năm rồi. Đó, thì 4-5 năm rồi là chứng tỏ là em cũng dẫn thân vào việc mua đồ loa đài này cũng tầm đó rồi. Cái này 33, nó có này cũng bao nhiêu năm chưa thay đổi giá, 5 năm rồi giá không thay đổi luôn, 3.300. Con này thì rẻ hơn tí là có cái hộp, con trước em mua là không có hộp. Con này thì cắm dây thôi chứ không có Bluetooth. Đó em mua thời điểm mới làm mua chỉ gọi là mua 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 lấy khách thôi. 3.300 tức là 700.000 cũng bán về Việt Nam cũng 750.000 gì đó. Gọi là lấy khách thôi, không không lấy công nữa luôn. Anh xin phép tắt video ở đây để em ra mua đồ em về. Anh xin chào anh chị và chú, hẹn gặp lại trong video lần sau ạ.